Đây là mọi người hôm nay Hương mua được một ít cá ngừ đại dương nè, cá khá là tươi luôn á. Mọi người nhìn thấy cái khứa thịt của nó là dày và chắc luôn. Thì Hương sẽ nấu cái món là bún cá ngừ á mọi người. Trời nắng này ăn bún thì nó sẽ ngon hơn. Thì Hương đã chuẩn bị sẵn nguyên liệu rồi nè, cà chua, khóm, hành tím, hành ngò, với lại giá để mình ăn chung, còn có rau sống nữa nha mọi người. Bây giờ thì Hương bắt đầu, Hương sẽ đi sốt cà chua trước, cà chua thơm trước, sau đó mình sẽ cho cá ngừ vô ha. Tại vì cá nó đang tươi mình phải nấu liền, chứ không là nó hết tươi là ăn nó sẽ không ngon á mọi người. Nhưng mà Hương nghĩ là Hương sẽ đi chiên sơ cái cá này đi cho cái cá ha. Mọi người bây giờ dầu nó cũng đã sôi rồi nè. Bây giờ Hương sẽ cho cá vô nha. Hương sẽ chiên sơ áp chảo thôi ha. Mình không có chiên hết thì nó sẽ mất cái độ ngọt của cá. Mục đích chiên của mình là để cho cá cứng thịt đó mọi người, nấu nó không bị rã ra. Đây nè mọi người, bây giờ cái dầu này Hương sẽ sốt cà chua luôn nha. Sốt cà chua thơm luôn. Bây giờ cho thơm vô mình đảo đều ha. Mình đảo đều nha, mình đảo đều cho cái phần này nó nhuyễn ra nha. Rồi, bây giờ Hương sẽ bắt nước lên để Hương nấu nha. Mọi người, cái nồi nước của Hương cũng đã sôi rồi nè. Bây giờ Hương sẽ cho phần cá này vô nha. Tại vì cá mình đã chiên sơ rồi. Bây giờ Hương sẽ cho cá vô. Nó sôi lên luôn rồi mọi người. Mình thấy wow, khá là hấp dẫn luôn á. Trụng sơ giá nha. Mọi người thích ăn sống cũng được, nhưng mà Hương nghĩ là ăn chín vẫn tốt hơn. Bây giờ cho hành tím vô nha mọi người. Hành tím vô. Cho chút hành này vô ha. Hương định là sẽ cho hành lá vô sau, nhưng mà bây giờ Hương cho vô trước luôn ha. Mọi người xoay ủng ục luôn nè. Bây giờ Hương sẽ nêm nha. Hương nêm theo khẩu vị của Hương, thì Hương đã nêm một tí xíu muối vô rồi. Bây giờ Hương sẽ cho thêm là một muỗng cà phê Arignon ha, một muỗng cà phê bột ngọt và một tí xíu đường. Mình nêm nếm thêm xem thử là hợp chưa, rồi mình sẽ thêm ha. Đây nè mọi người, cái tô bún cá ngừ của Hương cũng đã xong rồi nè. Nhìn khá là hấp dẫn ha. Bây giờ Hương mời mọi người cùng thưởng thức với Hương. Tại vì trời nắng mình ăn đồ nước như thế này nó sẽ ngon hơn á mọi người, dễ ăn dễ nuốt nữa. Mời mọi người cùng thưởng thức với Hương nha. Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Đây mọi người, hôm nay Hương làm thử cái món, không phải là làm thử nữa, cái này là lần thứ hai Hương ăn rồi á mọi người. Cái bún cá ngừ đại dương. Thì cái bún cá ngừ này ở Hương á, đợt này người ta bán nó rất là tươi luôn, cho nên Hương đi chợ mua được 1/4 của con cá là cái phần đuôi á mọi người. Cho nên là về Hương nấu cái món này. Dì dính vườn đi không ăn bún mọi người, đi ăn ăn bánh. Mời mọi người cùng thưởng thức với Hương nha. Đây mọi người mình trộn lên cho nó đều ha. Nói chung là ở Hương cái mùa nắng á mọi người, nó nắng lắm, cho nên là mình phải ăn những cái món nước giống như thế này nè thì nó sẽ ngon hơn. Chấm miếng cá nha. Nãy mình đổ nước mọi người. Cái cá nó tươi nha mọi người. Và mọi người để ý cái thịt nè, khá là chắc và dai luôn, dai lắm luôn. Một lát miếng ớt, ăn cay cay nó mới ngon. Đợi sơ cái tô này đây để ăn. Tại vì để gần là mục đích cho Hương để cho mọi người xem, mà mình để xa như vậy ăn nó khó. Nước cá vừa ăn nha mọi người, vừa ăn. Và nói là cá tươi cho nên là nó ngọt lắm, cái nước nó ngọt. Đi chợ mà gặp được cá tươi là mừng lắm. Tại vì
ăn nó ngọt. Họ nói là cá tươi ăn ngọt, ai cũng phải thừa nhận như vậy hết á. Ở Hương với mọi người, tới cái mùa này nè là mùa biển, cho nên là hải sản cũng nhiều mà giá cả hợp lý nữa, không quá mắc. Cái này là 185.000 một ký, à Hương lộn nha, 85.000 một ký thôi mọi người, mà nó tươi lắm luôn á. Rồi, lại nói cho mẹ. Không ăn bún. Chỉ có uống nước đậu nành thôi. Tao cứ đưa rau qua ăn nó đúng không? Ăn bằng nước là phải có rau. Rồi cái tráng nó ngọt ra luôn. Rồi. Cái gì mà ợ dữ vậy Ri? Mới được nhảy nghe không? Dạ. Ăn no đến mức mà ợ luôn rồi. Sợ đi quá. Phải nói là con nít đứa nào nó không sợ đi học mọi người. Nghỉ dịch mấy ngày hôm nay. Sáng nay mình chở đi chợ. Dụa là đi chợ, đi ngang qua trường con là sẽ cho con đi học, thế là im ru luôn, cứ nói là mẹ ơi đi muốn đi về, mua đi muốn đi về mẹ ơi. Nó đúng ý ảnh là cái mặt ảnh vậy á, cái bộ ngây thơ, à anh đi có vẻ bộ ngây thơ không? Mọi người xem anh đi ăn bánh nhiều nhàn đời rồi mọi người. Wow.
tô này nó nhiều lắm á nha mọi người. Cái tô này gần gần một nửa cái bún của Hương á. Hương cũng ăn xong rồi mọi người. Nói chung là cá tươi, nước ngọt khá là ngọt luôn. Vừa ăn bún thì bún nhỏ nữa, ăn cũng ngon nữa. Thì Hương cảm ơn mọi người đã xem video của Hương nha. Thích ăn bún không như vậy nè. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nha. Cảm ơn mọi người đã xem video nha. Bye bye.